Họ chọn bạn hay chọn điều gì? Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên, vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói theo những gì bạn muốn nghe. Đối tượng dành cho các bạn đang thắc mắc, không biết là người ấy chọn bạn hay một chọn một điều gì đó quan trọng hơn đối với họ. Và sau đây là trải bài của các bạn. Lá đầu tiên, chúng ta có lá ba gậy. Lá bài thứ hai, các bạn sẽ có bốn kiếm ngược. Và lá bài thứ ba là lá bài quyết định kết quả họ chọn cái gì nha các bạn. Thì ở đây chúng ta có lá bài tám tiền ra ngược. Sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Và lá bài ba gậy này sẽ đại diện cho chính bạn. Bởi vì đây là một cái sự quyết định của họ. Họ thấy bạn không phải là một người tốt để họ có thể yêu đương. Tâm trạng của họ đang rất đầy mâu thuẫn. Bởi vì chính những cảm xúc của họ rất khó hiểu luôn. Và họ cần một cái trải nghiệm gì đó sâu sắc hơn về chính bản thân của mình. Từ đó họ muốn nhận ra là mình muốn gì trong chuyện tình cảm giữa bạn và họ. Bởi vì lúc này, trong khoảng thời gian trước, họ thấy là quan bạn thiếu sự quan tâm của bạn đối với họ bị khá hờ hững. Họ nghĩ vậy đó các bạn. Bởi vì cảm xúc bạn có thể là thật, nhưng bạn lại không biết thể hiện cách yêu đương ra bên ngoài như thế nào. Nếu như bạn lúc đó bạn rõ ràng hơn, biết bộc lộ tình cảm của mình một cách thoải mái, cũng như nói rõ về tình cảm của mình đó, thì mọi chuyện nó đã khác rồi. Thật ra nếu như lá bài thứ ba nó có quyết định là hai bạn có thể đến với nhau, họ lựa chọn bạn đó, thì hy vọng các bạn hãy dành thời gian và chăm sóc, hiểu thêm về đối phương. Bởi vì một mối quan hệ lâu dài, bạn cần phải xác định rõ và định hướng cho mối quan hệ của mình. Bạn cần thẳng thắn bày tỏ tình cảm cũng như định hướng của mình để cho hai bên hiểu nhau hơn. Bởi vì chỉ có hiểu mới có thương các bạn. Mình hiểu nỗi đau, niềm đau, nỗi khổ, những khó khăn trắc trở của người ta. Biết đặt mình vào vị trí của người yêu để suy nghĩ, biết chia sẻ, hãy ngừng phán xét, hãy bao dung và yêu thương nhiều hơn là cái điều cần một mối quan hệ bền vững được xây dựng từ đây. Bởi vì có một cái dấu hiệu lúc trước, trong khoảng thời gian hai bạn quen nhau, có sự nghi hoặc của bạn về họ quá nhiều. Bạn quá háo hức bởi vì bạn nhanh chóng bước vào mối quan hệ. Bạn nhận ra rằng thực sự bạn chưa có biết cách yêu và cách chăm sóc người yêu mình như thế nào. Do đó bạn không biết cách, do đó chúng ta bị vụt mất người yêu của mình. Điều này là mình phải tập trung vào học cách yêu là như thế nào là đúng. Cách giao tiếp thực sự giữa hai người yêu là như thế nào luôn các bạn. Bây giờ kiến thức yêu nó rất cần thiết cho chúng ta. Bởi vì bây giờ không phải là yêu theo cảm xúc, mà yêu theo có sự hiểu biết. Khi mà có hiểu biết rồi, chúng ta sẽ có những cái kim chỉ nam đúng đắn nhất để cho mình biết yêu và thương như thế nào là đúng nhất. Và thông điệp của lá bài hy vọng là các bạn hãy trải nghiệm nhiều hơn. Nếu như có thể các bạn thử đi du lịch một chuyến đi. Bởi vì khi du lịch, các bạn sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình rất là nhiều. Và nó cũng mong là các bạn hãy tiến lựa chọn hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Bởi vì mọi hướng sẽ diễn ra tốt đẹp ở phía trước dành cho bạn. Và ở đây có một số bạn là yêu xa nha. Hoặc ở khác thành phố, khác tỉnh thành. Hoặc khác nước luôn. Một biểu thị cho một mối quan hệ xa cách. Nhưng mà nó cũng mong là các bạn phải tiến về phía trước. Thành công hay hạnh phúc chính là lựa chọn các bạn. Nếu như mối quan hệ của bạn nó không diễn ra tốt đẹp thì sẽ có mối quan hệ khác thôi. Chúng ta phải lạc quan lên ha. Và lá bài thứ hai sẽ đại diện cho lựa chọn của họ là gì tại thời điểm này. Sao bạn? Khi mà lá bài bốn kiếm này xuất hiện thì có dấu hiệu là người này đang tập trung chuyển hướng từ bên ngoài vào bên trong. Họ chọn cái sự im lặng. Họ chọn cái việc đi vào hiểu họ hơn là như thế nào. Họ mong là cái thời gian này họ chiêm nghiệm về cuộc sống, nghỉ ngơi. Có gì đó họ đang cần có sự tĩnh lặng rất là nhiều để họ muốn là họ thấy mình cần gì và muốn gì.
cho thấy là họ phải sống chậm lại và dành thời gian rất nhiều. Có thể là họ đang hồi phục sau một cái căn bệnh, sau một cái tổn thương hay một cái thất bại gì đó. Cái thời gian này họ chọn là chọn nghỉ ngơi, không làm gì hết. Thật ra trong mối quan hệ với các bạn, họ đã bị quá kiệt sức mà không biết về khía cạnh là bạn thúc ép bản thân của họ nhiều quá hay sao, hoặc là có những công việc họ làm bị quá mạo hiểm khiến cho họ bị thất bại, bao gồm cả sức khỏe và công việc luôn, thêm phần tài chính nữa. Cái thời điểm này là thời điểm họ mong muốn được nghỉ ngơi, điều quan trọng nhất đối với họ ngay lúc này. Và họ chọn nằm im, giống như họ suy nghĩ, cũng như tìm lại cái niềm tin cho bản thân mình, để tìm có một cái bước nhảy vọt quan trọng theo họ về tài chính và sức khỏe luôn. Thời điểm này là cái thời điểm họ đã quá cố sức để thúc đẩy bản thân của mình tiến xa rồi. Nhưng mà lúc này họ cần nghỉ ngơi, bởi vì cái thông điệp đã bài rằng thực sự họ cần phải nghỉ ngơi các bạn. Bởi vì họ có thể thay đổi bất cứ cái thói quen nào cũng được, sẽ thay đổi vận mệnh nếu như họ chịu nghỉ ngơi tịnh tâm và nhìn lại cuộc đời, nhìn lại tại sao cái chuyện đó xảy ra như vậy. Về quan hệ tình cảm, bản thân người này họ đã nỗ lực rất nhiều cho tình yêu các bạn, để cho hai bạn được ở cùng bên nhau. Bạn thì lại quá vô tâm hững hờ. Đáng lẽ bạn phải chú ý xem là liệu lúc đó người yêu của bạn có đang mệt mỏi vì những thứ khác như sức khỏe, công việc hay gia đình hay không. Họ đã cố gắng giải quyết một mình mà cam chịu không muốn cho bạn biết. Nếu như bạn tinh ý một chút, biết hiểu họ hơn, giúp đỡ họ vượt qua cái giai đoạn đó, thì mọi chuyện tình yêu các bạn sẽ đạt kết quả khả quan hơn rất là nhiều rồi. Và có dấu hiệu cái giai đoạn này họ đang dần hồi phục sau cái khó khăn, những căng thẳng lo lắng của chính họ. Bởi vì đây là cái lúc họ cảm thấy mình cần phải phục hồi và chữa lành. Họ đang dần dần chuyển sang từ cái bị cô đơn và cô lập hòa lại với thế giới bên ngoài rồi, cho thấy là những cái nỗi sợ hãi và lo lắng của họ đã thực sự có thể trở lại khi mà họ biết đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Và bản thân của họ lại cảm thấy rằng lúc này là lúc mà họ cần phải tìm lại bản thân chính mình, cũng như chữa lành những cái tổn thương của họ. Và lớp bài thứ ba sẽ là kết quả của mối quan hệ này. Họ lựa chọn cái gì giữa bạn hay cái việc chữa lành tiếp tục đối với họ. Và kết quả là bây giờ họ lựa chọn cái gì? Họ lựa chọn làm việc nha các bạn. Họ lựa chọn làm việc cần mẫn suốt ngày. Họ thấy bây giờ chỉ có thành công và hạnh phúc trong tương lai gần nếu như họ thành công. Ai cũng mơ tưởng về những kế hoạch làm giàu, về thành đạt hết. Nhưng họ quên rằng nó không hề miễn phí và sẽ tự nhiên đến. Do đó họ cần phải làm nhiều hơn. Cái lúc này là thông điệp những công việc họ muốn thúc đẩy họ rất là nhiều. Bởi vì họ thấy là bây giờ mình chỉ có hạnh phúc khi mình có được những thứ mình cần, mình thành công thôi. Và bản thân của họ thấy mình phải làm 100 phần 10 công sức để mình có thể đạt được những gì mình mơ ước. Họ không muốn cố né tránh nhiệm vụ, vì họ biết là nếu mà họ không siêng năng thì họ không có thể phát triển được. Còn về tình yêu thì họ cảm thấy rằng lúc này không phải là lúc đi yêu. Họ không cần phải duy trì hạnh phúc một mối quan hệ nữa. Bởi vì họ thấy là đã đưa vào tình yêu với bạn rồi, nhưng mà cuối cùng xây dựng mối quan hệ tình cảm lại không được gì hết. Bởi vì có thể lúc đó bạn đang bị kiểm soát họ quá nhiều hay sao. Cho đó họ không cảm thấy cái sự tự do, cũng như không cảm thấy sự quan tâm chia sẻ. Mà các bạn quên rằng cái việc bà để hai người hạnh phúc hôn nhân tốt đẹp á, cái việc kiểm soát người khác là không thể bao giờ có đem được kết quả tốt đẹp. Mình là làm tốt cái phần của mình trong tình yêu bạn. Sau đó mình hãy quan sát cũng như hiểu cái mọi chuyện đang diễn biến với họ như thế nào. Mình chỉ có nâng đỡ và giúp đỡ thôi. Chứ bạn còn làm cho họ thêm gánh nặng, thì không có một cái thông điệp tích cực nào trong cái mối quan hệ nếu như bạn phán xét và tối ngày cứ nói họ cái này cái kia, hoặc thúc đẩy họ phải làm cái này cái nọ cho bạn. Đó không phải là một tình yêu, mà đó là sự ích kỷ. Bạn muốn họ làm theo những cái bạn muốn không à? Và ngay lúc này họ cần là cần cái việc phải chữa lành. Bởi vì nếu như họ phớt lờ mọi thứ thì chuyện chữa lành sẽ không có diễn ra được.
bản thân của họ bây giờ là phải hành động cái gì đó phải liên quan đến về sức khỏe tinh thần của họ nha các bạn. Và có dấu hiệu cái thời điểm đó một trong hai bạn bị tham công tiếc việc, do đó nó ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của cả hai, mà bị lười biếng trong việc tạo dựng mối quan hệ của mình do sự thiếu cam kết và không có nỗ lực giữ mối quan hệ. Một cái sự chán nản hoặc là tự mãn xuất hiện ở một trong hai bạn luôn. Và có dấu hiệu không có sự tôn trọng của bạn khi mà bạn gặp vấn đề đó với họ, phải đối mặt có những lời tổn thương gây ra khiến cho họ bị nhục chí, thiếu tự tin. Điều này bạn không có đem lại cái giá trị cũng như tôn trọng họ, làm sao á, khiến cho họ buồn chán và bơ phờ rất nhiều trong thời điểm đó. Bây giờ điều các bạn cần làm thì chờ đợi tới các bạn, bởi vì họ không có chọn ai hết trơn, họ chọn công việc rồi. Nếu như bạn muốn có thời gian thì hãy dành thời gian chờ đợi cũng như là nỗ lực thực sự để khía cạnh lãng mạn trong cuộc sống. Hãy đưa vào đó, đừng có tập trung vào công việc nữa, tập trung vào cảm xúc, đưa họ tình yêu giá trị thì mình nghĩ mối quan hệ giải cứu vãn. Và cuối trái bài mình xin tặng các bạn một cái tin vui, đó là thực sự bạn và họ có một mối quan hệ rất là gắn kết. Bởi vì một lá bài đại diện cho năng lượng nam và năng lượng nữ, hiếm khi nào mà hai bộ bài nó ra được cùng như vậy lắm. Và câu trả lời của hai bên đều là có hết. Họ có yêu bạn và bạn cũng có yêu họ luôn. Và hai bên đều hướng về một cái gì đó nghệ thuật rất là nhiều. Nhưng mà để cho mối quan hệ này được phát triển thì điều cần là các bạn cần phải đối mặt và chấp nhận nỗ lực nhiều hơn cho mối quan hệ của mình. Bởi vì mình phải dành thời gian và nỗ lực cần thiết để mình đạt được tình yêu đó các bạn. Bởi vì nếu như bạn hướng về cái tình yêu này với sự lạc quan và tin tưởng của mình, thì nhất định bạn sẽ đạt được cái mục tiêu là tiến đến với họ. Tuy nhiên bản thân của họ cần phải tập trung vào cái mục tiêu chính của mình và phải cam kết là họ yêu bạn. Ngay cả khi mà những khó khăn thử thách diễn ra, họ cũng vẫn ở đó với bạn thì mới được. Về phía bạn, bây giờ mình cứ chờ đợi và hướng về tương lai đi. Tin tưởng và lạc quan và mình sẽ đạt được họ thôi, dễ mà. Tuy nhiên bản thân của hai bạn đại diện cho hai hướng khác nhau. Một người hướng đông, một người hướng ta nam. Do đó có sự đối nghịch rất nhẹ có thể biểu thị là một căng thẳng nhẹ trong trường hợp các bạn. Bởi vì chúng ta thấy hai hướng nó khác nhau thì đương nhiên nó sẽ có cái gì đó nó hơi trục trặc. Và thật ra cái giai đoạn mà họ chữa lành nó không có diễn ra suốt đời đâu các bạn. Nó cần cái thời gian cũng ngắn thôi à. Thì các bạn chờ đợi đi, bởi vì cái thời điểm này là thời điểm họ cần chữa lành. Sau khi tìm được bản thân của họ sẽ yêu thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có những cung và cung đắc như là sự nữ, ma kết và kim ngu. Và con số may mắn của bạn là số 8. Và có một số bạn sẽ thuộc về các cung sau đây. Cung lửa như sư tử, bạch dương và nhân mã. Và số may mắn của bạn là số 3. Và số 4 cũng là số may mắn thuộc bạch cung khí như là thiên bình, bảo bình và song tử nhé các bạn. Và mình xin kết thúc cái bài ngày hôm nay ở đây. Và thực sự cái lựa chọn của họ là bây giờ là chữa lành. Và bạn, nếu như có thời gian chờ đợi và cho họ phát triển, thì mình nghĩ là cái kết cho việc mà họ lựa chọn bạn là điều đương nhiên. Bây giờ việc của chúng ta là tập trung yêu thương bản thân mình, biết phát triển, có kiến thức tình học yêu và yêu như thế nào cho đúng. Đó là điều chúng ta cần phải nên làm. Hãy chú ý về cái lời nói, biết lắng nghe. Bạn nghĩ đi, ai cũng cần một cái người dễ chịu, bao dung và yêu thương mình ở bên cạnh. Không có ai muốn một người dữ dằn, phán xét mình ở bên cạnh mình hết đó các bạn ơi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi
biết buông dừng thôi thúc khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.